Thầy giới thiệu quý vị là cuốn sách mà thầy viết, thầy học chương trình Pháp là cuốn số 1. Và cuốn số 2 là chương trình của Mỹ. Khi mà thầy tu nghiệp ở bên Mỹ, thầy viết cuốn số 2. Thì bây giờ từ cuốn bây giờ mình chăm từ cuốn số 1 qua cuốn số 2 nha quý vị. Cuốn số 1 nó require những cái ký hiệu. Còn cái kia là những ký âm Pháp mà trên cái dao trồng kẻ nhạc. Rồi giờ nhìn sơ sơ thôi. Cũng như em Duyến hỏi chứ. Trời ơi, những cái này là gì, chữ X, chữ O, chữ gì, rồi chữ X nhỏ là gì? Giờ thầy giải thích một lần. Cái kick B á, ngay số 1 là chữ X bự, rồi hai cái này là snare. Quý vị nào đã biết cái kick, rồi cái snare, còn cái trên á, là cái dàn symbol, còn cái số number này là cái thứ tự, là cái chân mình sẽ đi vào. Bây giờ làm cái dễ nhất nha quý vị. Mình có thể hát bằng miệng, bụp, chết, chết, bụp, chết, bụp. Còn cái này là cái chen. Thì giờ quý vị mà có thể làm ký âm Pháp rồi nè, bụp chen chách chách, bụp chen chách chen, bụp chen. Là cái chen là cái khoảng cách ở giữa. Còn bây giờ mình tập cái dàn chân ở dưới, rồi mình bỏ cái dàn trên. Thì cách hay nhất là gì? Cái đầu tiên đó, thầy đang nói số 1 thôi. Sau khi mình tập được cuốn sách số 1 của người Pháp, rồi thầy qua những cái người Mỹ và châu Âu, cái cuốn số 2 nó viết trên dòng kẻ nhạc như quý vị. Thứ nhất là để giúp cho thầy hai sau khi bị Covid, nó làm lost memory, có một người đi làm thuế, cô khoảng 60-70 tuổi gì, nói thầy ơi, sau khi mẹ em bị chích á, tự nhiên bây giờ cái trí nhớ em nói, ủa, tất cả mọi người nói gì, nó xảy ra cho cô chính là ca sĩ Khánh Thùy, không nhớ đường đi về luôn. Táo quả tâm tinh. Mà hơn đó là thay vì về nhà thì kiếm vô nhà thầy và nhà cô Bảy. Thì cô Bảy mới hô đợi thầy về đi chở đó. Thầy khóc miếu khóc máu. Thì có lần mà thầy có lên sóng, thầy nói đó, chị Thùy bây giờ chị không nhớ luôn, không nhớ một cái gì luôn. Chích mũi thứ hai chú ba rồi điên loạn luôn đó. Tự nhiên á, đang người bình thường cái gây lộn. Mà mỗi lần học với thầy, thầy nói bây giờ có nghe hay không, không nghe thì đi về học ở đây mà cứ cãi không mà. Cuốn sách nó đã nói rõ ràng điều không có chế nữa, nghe chưa? Chế nữa là thế nào? Thí dụ quý vị, thí dụ mình đang chỉ bolero thôi, chưa có vô ngành. Nó khùng lên, thầy nói đánh cho đàng hoàng, biết bả chế sao? Cái gì vậy? Thầy hỏi, cái này ở đâu ra? À, thầy nó hay đánh. Cái gì vậy? Thầy nói, chỉ cái nào ra cái sách vở có làm gì? Cái gì vậy? Bắt chước mấy thằng Việt Nam bên bển là hư hết. Trong khi những cái gì thầy hay nhất thì chỉ 3 năm trời không bằng cái cô Bảy, thì nó chết rồi nha. Bây giờ đừng có dở cái mồi láo cá nha. Anh nói là một là lẽ. Đừng vì cái tình cảm trong gia đình mà bất trị. Khi vô học là cái phương diện người thầy, nói là phải nghe, còn không nghe đừng học nữa. Tự nhiên cầm cây đũa thiếu gì muốn phan, thầy nói giỏi phan đi. Nếu mà em phan ngày hôm nay nha, em sẽ phạm hai điều. Thứ nhất là có lỗi với thầy. Thứ hai là có lỗi với vợ chồng. Đi thì cho đi, mà học có ra học. Quý vị, khi quý vị dạy cho con quý vị có dạy được không? Phải nhờ một người thầy khác. Thì khi tất cả những cái gì ở trong cuộc sống này, khi mình thương là hại, thì nó ok. Cái điệu hồi xưa anh vợ đã hay rồi, đừng có sửa lại.
Thí dụ đang đánh cha cha nể vị. Thường thường người ta ru lê thì dạy cho cô bảy ru lê. Tự nhiên đang ngon lành, cái đi coi người nào đó lost cái memory, bây giờ blame on, có nghĩa là mình nói là tại gì đi, tự nhiên cái ru lê của người ta. Cái cha cha luôn rồi. Học của ai mà sau nhập phá cái bộ trống lên bộ sống. Ngồi đó cãi thì nó cãi đi về. Tại vì á, mình có người dạy lương tâm, mình không có nương. Sách vở ra gì mình phá, phá cái truyền thống. Có nghĩa là ai cũng ngồi ăn cơm. Tự nhiên mình ngồi ăn cơm cái mình hấp cơm. Có nghĩa là cái hiện tượng lạ. Tất cả mọi người bàn ăn cơm, cúi đầu ăn cơm, tự nhiên có người cao cao cái cầm cơm cứ giục lên vậy nè. Có nghĩa là mình đi phá cái truyền thống mọi người đều yên lặng ngồi ăn cơm trong cái hưởng một cái hạnh phúc, mình tự phá cái trào lưu đó, cái gọi Mỹ nó gọi là gì? Tất cả mọi người là normal, tự nhiên mình abnormal. Quý vị, con người cha mẹ sinh ra trời sinh tánh, cái đó thầy biết. Nhưng mà khi quý vị đi học để mở mang kiến thức, thầy sẵn tràn truyền nghề cho quý vị. Khi quý vị đi học mà quý vị bắt đầu á, tự nhiên thấy người khác copy không đúng, chế ra, thầy nói gì nè, đang ru lê quý vị, tự nhiên không biết coi ai. Cái gì vậy? Đánh cái gì vậy? Đánh nó thành nôi. Cũng như đang đánh như quý vị bình thường của mình. Thầy nói, ủa, bây giờ Covid rồi tự muốn sửa là sửa ha? Thầy phải chỉ lại từ đầu. Mà khi lên được cha cha, thầy nói, ủa, cơ giấy. Cha cha điệu khó nhất, mà tuyệt đỉnh, mà bây giờ cái điệu phất không nhớ. Khi mình học dơ lòng, quý vị nhớ mình đang học lớp 1, thì mình lên đến 12, 12 là lớp cha cha, tại 12 điệu. Chứ lớp 1 á, đang học điệu phất. Bây giờ phải vô bác chỉ lại cái lớp 1. Trời ơi, có đứa nào mà học lớp 12 mà đi ngồi chung lớp 1, ngồi với em bé à, bữa nay bắt đầu học A, B, C, D. Đâu có được quý vị. Không có thể một sớm một chiều quý vị. Tại vì quý vị không trọng ông thầy, mà quý vị cũng không trọng bà cô. Tự láo cá giặt, thầy rất là ghét những các em không có biết kính nể thầy cô, vô tưởng ta đây là hôn. Thầy bị một đứa ở bên thành phố khác. Thầy nói với trời Phật là gì? Con à, con cao hơn thầy, con học điệu rock, nhưng mà về Latin mua giúp con thua thầy. Nó cãi với thầy nó, ủa, ý mày nói, nó kiểu như mày tao vậy. Ý mày nói á, ông thầy của tao á là dở mà không, con hiểu lầm rồi, con hiểu lầm rồi. Quý vị biết thầy mất bao nhiêu không? $1,500 mà thầy cắt cái sợi dây á. Cắt cái sợi dây mà con nhà giàu láo cá đó. Tao thà tao mất $1,500 để tao không điêu cái đứa con nhà giàu mất dạy như mày. Thầy gan lắm quý vị. Có nhiều đứa mình kêu nó đánh, nó không đánh. Nó nghe ở đó mà nó kiểu mất dạy. Con đánh lại cho thầy nghe coi. Ông thầy Mỹ tao chỉ. Ông thầy Mỹ là chỉ điệu rock thôi. Chứ ông thầy Mỹ không có điệu cha cha, nó không copy được. Lúc đó thầy mới nói với ba nó, thì ba nó mới chơi thầy một câu: thầy không biết dạy con chứ anh nói gì, không biết dạy con anh sao anh đi kiếm tôi, mà anh spend hoặc anh bên 5-10 ngàn rồi, mà anh đợi lúng vô cái khóa thứ ba rồi, bây giờ nó không biết dạy con tôi. Anh nên nhớ, anh dạy là con anh trước khi cho con anh đi học. Con anh nó mắc cười lắm, nó vô nó không dám nói ông thầy Mỹ, nhưng mà đè cái người ông thầy Việt Nam, nó mất dạy thôi. Và thôi, cháu nó không có duyên học với thầy. Rồi biết ổng đổi thừa vậy quý vị. Có một cái quý vị cười. Thầy á, miệng A Di Đà Phật mà thầy không biết dạy nó. Ủa cái gì nữa? Tự nhiên cái đang dạy học đem cái gì A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là tại vì thầy gì? Thầy là cư sĩ. Thầy muốn cháu nó thông minh. Thì thầy mới giải thích. A Di Đà Phật là cho nó vô lượng ánh sáng.
đối với đạo Phật vô lượng ánh sáng cho sự thông minh để nó học. Nó không có cãi lại, thầy kêu nó đọc cuốn sách chưa, nó không chịu đọc cuốn sách. Nó lo thịt hằng như kiểu ông thầy Mỹ thôi. Nó chỉ nghe nó khóc, vì thí dụ thầy đánh thì nó cũng lên trống. Hỏi con read cái sai reading đó, nó không cần read. Thầy nói gì vậy? Mày nói mày không đọc, mày không đọc nó, mày đánh được, mày copy được, mày học kiểu gì vậy? Ông thầy Mỹ ông chỉ mày wrong rồi, mà người Mỹ quốc tế là họ bay trên cái viết đó. Quý vị thấy không? Có nghĩa là khi mình học là mình lắng cái lòng đó, đừng có chơi cha, mình nghĩ là mình hơn thầy gì đi học chi. Thì thầy mới nói với nó, con ơi, mày giỏi được bao nhiêu lâu? Mày đánh chỉ có 4-5 điệu hả? Tao đánh được 12 điệu. Bây giờ tao bỏ ra đó, tao thua mày điệu Mỹ thiệt, nhưng mà trình độ của tao vẫn hơn mày. Rồi ba nó mới nói ngược, thầy sao mà miệng A Di mà Đà Phật mà học? Ủa, tôi niệm Phật cho con của anh, để con của anh nó có trí tuệ mà học. Tại chữ A Di Đà Phật hay bị dễ lầm là nó vô lượng ánh sáng cho nó thông minh. Ủa, anh chỉ có tiền mà đúc cho tôi 5.000, 10.000 đô, 200 triệu để cho nó đi học. Rồi bây giờ nói ngược là gì? Vô lượng công đức, bộ anh chị không muốn có tiền à? Rồi bây giờ mùa Covid, nó vừa mới láo cá với thầy cái nó dướng Covid. Thiệt quý vị ơi, thằng nhỏ nó bị dướng Covid, cái nghỉ học 2 tuần, cái vô trở lại bắt đầu bớt láo cá, để dướng. Cái đứa nào mà láo cá nó dướng Covid, mà cái thằng này nó học. Rồi ba nó nói là tại vì thầy láo cá, thầy cứ lên thầy giảng đạo. Cái gì nữa? Bố anh không muốn sống lâu à? Nếu mà nó mà bị bệnh mà dướng cái này phải cho nó lại. Thì thầy mới cầu nguyện nó, thầy mới nói con ơi, nếu mà con dướng Covid như vậy là cái xui, chứ con phải thoát ra. Con nhờ ba mẹ niệm Phật giùm nha. Thầy niệm Phật cho con trên làn sóng. Khi mà nó tỉnh lại thì ba mẹ nó chưa cảm ơn mình, còn nói bậy nữa. Tại sao mà thầy cứ lên sóng A Di Đà? Ủa, chăng không hiểu chữ A Di Đà Phật? Ủa, anh đạo Phật bao nhiêu lâu anh không hiểu chữ A Di Đà Phật? Tôi cho ba cái mà lớn nhất trong đời của một cái người Phật tử, mà không cần những người ngoại đạo, người ta dẫn được phước, ta không cần biết chữ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cái thứ nhất là gì? Vô lượng ánh sáng cho con anh nó có trí tuệ. Nó đừng nói ông thầy Mỹ giỏi, ông thầy Việt Nam. Ông thầy Mỹ chỉ ra cho 4-5 điều, tôi chỉ nó được 12 điều. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Ủa, anh chị đâu có đưa tôi 5.000 là 100 triệu cho đến 200 triệu để cho nó vô học cái lớp này. Xong rồi á, nó láo cá dặn. Tôi kêu nó đánh cha cha thì nó đánh rock cha cha. Tôi kêu nó đánh thuyết thì nó đánh rock. Anh chị nói không? Nó nhớ những cái gì nó học ông thầy. Nó không chịu read cuốn sách. Cái thứ ba nữa, nó dướng cái Covid là tại vì nó láo cá. Nó láo cá rồi trời phạt nó. Rồi anh chị là đổ thừa tại vì cái đạo của thầy bậy. Bộ anh chị không muốn sống lâu à? Nếu mà nó dướng Covid, thằng cháu nó nghỉ. Rồi thầy cắt đứt luôn quý vị. Thầy hy sinh bỏ 1.500 luôn. Cứ người ta đóng cho mình 1.500 là tại vì mình cái phiền não đem tới. Rồi tự nhiên trời Phật gửi cái người khác tới, mà với cái lương của thầy cao hơn gấp đôi. Rồi những người khác tới cao. Thầy không cần những người mà đi học mà mang tiếng. Mình mang tiếng mình dạy cho người ta, hỏi ông thầy nào thầy tám dạy. Không phải, thầy không dạy cho em. Tánh láo cá giặt có nghĩa là mình khi mình giỏi thì con cháu mình nó sẽ giỏi hơn mình, hậu sinh cả quý. Chứ đừng nghĩ là mình học được ông thầy Mỹ là mình giỏi rồi. Như thằng Ngô Kỷ cũng vậy, nó đánh được một xô cho Asia, ba nó đúc nhiều 5.000, 10.000 nở mặt nở mày. Khi mà nó qua bên Houston nó đánh dở ẹt. Quý vị, thời nay á, ai muốn làm cái gì đút lót tiền là được hết. Giờ hiểu chưa? Hiểu ý thầy nói là gì? Đa số những người lợi dụng đa kim năng phá lệ, người ta phá luật lệ, phá cái trật tự. Thì khi đi học, ráng trọng ông thầy bà cô, người ta truyền nghề cho mình. Rồi ngày hôm nay, mình học một cái điệu mà mới cuốn một thôi. Hồi nãy thầy nói cái dấu X á, tại các em mà đi trễ sẽ không thấy. Kim kích vô, trước rồi. Mình lên cách. Các em nào cũng không muốn nhìn ký hiệu, rồi bây giờ mình speed up lên.
là hai cái đầu quý vị gõ bằng cái snare. Nhưng mà mình không được vô cái phát điêu, mình phải có cái kick đầu tiên. Rồi bây giờ tay này bên tay mặt quý vị phải xa 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Hồi nãy cuốn sách là, ủa, mỗi tại sao cái số nó liên quan gì? Cái số nó đi chung với cái number ở cái dàn dưới. Tốc độ chậm là khoảng 80, mình chậm nó là 120 và 130, 140. Thì lúc đó mình đi vô chuyên nghiệp. Rồi lúc đó mình mới vô cái ngành mình qua thứ hai. Nó khoe nó học ông thầy Mỹ. Rốt cuộc đánh được cái basic 1. Đó. Vậy là con học ông thầy Mỹ giỏi, ông thầy Việt Nam mà. Tao nè, tao học ông thầy Mỹ đen nè. Mỹ trắng đâu có hết, mà tao Mỹ vàng, tao ba cái sắc màu. Mày có ông thầy Mỹ trắng mày khoe. Lúc đó im cái miệng. Quý vị, thầy không lên đây thầy khoe thầy giỏi không quý vị? Thầy giỏi gì? Thầy biết thầm ba những cái gì hay nhất, những cái gì dơ bẩn, trash thầy bỏ. Thì các em tập trong cuộc sống như vậy. Những người bạn tốt, mình hurt nó để mình được cái energy. Còn những bạn hóc mình la nó, mình xa dần nó. Không nghiện ngập hút sách thì cũng cờ bạc rượu chè. Ủa cái đó mày muốn thì mày đi đi, mày đừng rủ tao. Thì cũng như học trống cũng vậy. Mình thấy cái người ta đánh hay thì mình học từ cái đó. Đừng chế nữa. Sách vở nó đâu có chế, rồi tự nhiên mình chế mình làm hư. Rồi bây giờ nha quý vị, lướt qua cuốn sách số 2. Người Mỹ á, họ không coi sách của người Pháp. Khi mà cái ký hiệu của họ, họ để trên cái start. Thì khi mà qua cuốn sách số 2, thầy qua Mỹ, thầy phải tu nghiệp, đi học trường Mỹ, thì thầy mới viết được cuốn sách số 2 quý vị. Đây, cuốn sách số 2, nó sẽ được viết như vậy quý vị. Thầy rất là tôn trọng các em, nhưng mà khi mà các em vô lớp á, mà các em mất dạy hay láo cá mà nghỉ hơn thầy, thì nên đi học mấy ông thầy Mỹ đi. Ông đuổi thẳng tay, ông nói mày đi về. Nên tiếng Mỹ nó gọi là sát quý vị, sát cho những người mà láo cá. Đây là twist của từ Mỹ nè quý vị. Thì cái dàn trên giống y chang như mình, cũng dấu X nhỏ. Nhưng mà cái bass drum, thay vì mình để chữ X đây thì nó để ngay cái chữ nốt pha. Nốt pha đây thì cái truyền thống nó, mà cái hàng mà nốt đô á, thì nó là cái snare drum. SD có nghĩa là snare drum, BD. Thì đâu có gì mà gọi ha, thầy ơi em đọc cuốn sách thầy không hiểu. Em hiểu hết đó, nhưng mà tại vì em không muốn trả tiền. Lúc đó em học lớn, mà càng học lớn thì em lại không có căn bản. Tất cả các em mà muốn đi học thầy hay các cô, như cô 7, cô 9, làm ơn có cuốn sách. Tại vì thầy nói sách có mách có chứng, chứ thầy không có như người khác. Lên sóng mà nói quang mà không có bay cái gì. Đó, thì cái cuốn sách 1 hay 2 cũng vậy. Bay drum. Ta bay râm là cái kích. Quý vị xa cái kích trước. Hồi nãy là mình đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ta cái kích trước. Kích. Hai snare. Kích. Snare. Kích. Hai cái snare. Thấy không? Kích. Hai cái snare. Snare. Kích. Kích là cái đầu tiên. Rồi chích năm. Rồi chích. Rồi ráp nó vô bằng cái chữ S nhỏ giống như cái cuốn người Pháp. Đánh nhớ tốc độ chậm trước. Rồi xài ru lê. Xài ru lê dễ nhất. Rồi mình xa thử một cái bài mà vận tốc gấp đôi. Là lúc đó ra đi thuyết tại thuyết. Nó là một cái điệu fast tempo. Nó còn lẹ hơn cha là này nè. Rồi cái tốc độ đã lẹ, thuyết nó lẹ không? Em ơi có bao nhiêu, bao nhiêu năm của người, ai cũng
với một cái tốc độ mà comfort là mình cảm thấy là mình an toàn, mình đánh được. Đâu ai bắt mình chạy cái tốc độ 130, 140 mà hơn cha cha đâu. Thì start ra các em mới mà nhập vô bộ trống, cứ hỏi ủa trống require gì? Require cái lòng kiên nhẫn của mình. Nhìn thấy thầy cô ở bên Mỹ học, người ta học từ trường nhạc ra chứ người ta không học lớn. Người ta không có 30 năm kinh nghiệm mà thua cái đứa 3 tháng luôn. Rồi bây giờ slow motion là một lần trước khi thầy phải trở lại với thầy hai bên đó, make sure thầy hai đánh được. Quý vị chậm trước. Rồi chậm chậm. Tập tốc độ chậm trước. Hai cái snare trước. Rồi đến một cái snare. Dục tóc là hai lần. Rồi em nào giỏi nữa thì cái snare thứ hai nhả. Rồi mình sử dụng cái rung D8. Giỏi nữa ra thì lúc đó nó có một đoạn solo, thì lúc đó giỏi thầy mới chỉ chứ giờ chưa xong cái này. Đó mà lấu cá thầy nói mày học trường Mỹ rồi mày có học cái quay bao. Lúc đó té lửa rồi à, bây giờ em mới cảm thấy thầy hơn em. Ủa tao làm thầy mà bây giờ mày là học trò mày đồ ngồi leo lên đầu tao à? Lóc cá giặt thôi. Mấy thằng học ông thầy Mỹ ra kè kè thầy nói ủa ông thầy mày cũng người Mỹ, ông thầy của tao cũng người Mỹ, tao học người Mỹ ngày mười ngày nhưng mà tao sử dụng cái thông minh. Tao sử dụng thông minh, tao không lót cái giặt mà tại mày con nhà giàu. Mày bớt đi, ba mày giàu nhưng mày đâu có giàu đâu. Thì con nhà giàu là mất dạy không à. Cái tâm tư của nó vậy, nó nghĩ nó vừa mới học thầy Mỹ. Ba nó assign cho mình để đánh những điều Việt Nam, không đánh được bolero thầy nói. Sao hay vậy ha? Trời ơi, tao nói đánh bolero mày cứ đặt. Mình nói bolero vậy. Bolero nè. Rồi đánh trăm ba con. Nó đánh sao chút xíu nó thành điệu rock. Còn nè, thầy hát một đoạn nha quý vị. Thầy nói con phải đánh trăm ba thầy mới hát được. Chút nữa đổi qua rock nè quý vị. Đang đánh ngon lành. Tao nói mày đánh điệu bò leo rào sao tự nhiên có rắc đâu vậy? Mày điên hả? Trên làn sóng nó chơi tôi lên làn sóng nó. À ông thầy Mỹ không có tập. Tao nói rồi ba mày kiếm tao là để đánh bò leo rô. Tại sao mày cứ đánh rắc? À tại vì ông thầy Mỹ ông chỉ bắt. Mày đang học thầy Mỹ ở Việt Nam. Mày muốn tao nói tiếng Anh à? Mày muốn tao nói tiếng Miên? Nè à còn bưng thừa bưng ao bay. Rồi mày kêu ông Miên không dạy mày cái điệu cha cha của Thái Lan luôn đi. Bởi vậy á, khi mà dạy một đứa mà con nhà giàu nó hổn với mình, nó nghĩ là ba nó trả tiền mà làm đầy tớ, thầy không bao giờ thầy làm cái chuyện đó hết. Thầy vì lòng thương các em, bố thí pháp, không phải bố thí là cho ăn xin. Thầy với thầy hai rồi, cho những cái lesson này cho người nghèo, họ không có 400.000. Trời ơi, một gối xôi 5.000, 10.000 buổi sáng cũng có, ở đâu mà đóng 400.000. Mà bên Mỹ người ta học 100 đô, 2 triệu mấy rồi đến 3 triệu mấy một ngày như vậy mà láo cá vẫn láo cá. Rồi vì là Phật thầy xuống thầy mới trợ make sure là thầy hai mà đánh được, thầy mới qua đây chỉ cái rule cho quý vị nha.
Trong cái chương trình thứ 3 thì mới include cái roulé nha quý vị. Vẫn còn early để include cái roulé quý vị. Rồi, bây giờ mình trở lại cái khâu bên